Xin chào Nhật, xin chào các bác. Em mới dọn xong được một cái con máy lọc khí VIP trong cái phân khúc máy 50-55. Nếu mà nói về cái dòng máy phân khúc nhỏ thì tất cả các hãng không có đối thủ với con này các bác ạ. Một con FVC55XM. Con này các bác có thể dùng cho phòng khoảng 30 đến 35 mét vuông. Mẫu mã của nó thì là huyền thoại của Panasonic rồi, vẫn đang sản xuất đến hiện tại bây giờ các bác nhé. Đây, dòng mặt dâng hai cánh vẫy này, con này màu đen bóng, nhưng đối màu đen bóng này đặt trong cái không gian của các bác rất là sang trọng, bền màu. Đấy, bền màu các bạn, cực bền màu luôn nhé, đen bóng luôn, cực đẹp. Một con VC55XL hai cánh vẫy. Con này nó có một cái điểm khác, cái có cái con 50 các bác ạ, là khi mà các bác tắt nguồn đi thì nó vẫn báo độ ẩm cho các bác luôn. Đấy, khi tắt nguồn đi thì vẫn báo độ ẩm nhé. Đấy là một cái ưu điểm khác của dòng máy 50, à 55 là như vậy. Đấy, con này đây thì các bác vừa phần màng của nó này, màng zin theo máy còn rất là đẹp. Panasonic thì rất là hiếm những cái con máy mà có cái màng zin như này, còn trắng tinh gần như là không dùng các bác ạ. Mới nhé, như mới luôn, 55 VC5. Con này vào những cái thời điểm cách đây tầm 1 năm thì nói với các bác luôn, em đã từng bán con này với giá 3,9 triệu, 4 triệu. Đấy, lọc khí bây giờ rẻ quá. Chiếc này bây giờ thì hiện tại bên em bán cho các bác là 2,2 triệu nhé. Đấy, một con màu đen đen bóng rất đẹp luôn, màu đen bóng lại có cái bền màu của nó, dùng lâu không bị ngả vàng. Đấy là cái ưu điểm của màu đen. Bên rìa này là cái phần là bình nước vừa con này, dùng bồ ẩm những ngày hanh khô, dùng điều hòa nhiều. Mùa hè các bác dùng điều hòa nhiều thì phòng các bác chắc chắn nó khô rồi, thì các bác dùng bồ ẩm. Mà cậu em thay mới rồi này, đấy, kinh rồi. Đấy, thông số tem mác của nó đây các bác này. Cái con này sản xuất năm 2016 nhé, 0633 series máy này, FPC55XM 53W, dùng phòng khoảng 30-35 mét vuông vô tư luôn, đời cao vua phòng ngủ, giá lại hợp lý, 2,2 triệu, quá đẹp luôn các bác. Các bác nào lấy các bác alo xem nhé, máy full tính năng luôn. Chào các bác.